Tại chương trình của bản tin ngắn, trước khi đi vào chương trình của bản tin ngắn, chúng ta sẽ trở lại cái tờ tiền. Trở lại cái tờ tiền, có vẻ như cái tờ tiền đẹp năm 1917. Năm 1917, số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok quý vị, trở lại. Trở lại ông Eastman. Eastman là một trong những nhân vật là con trai của quận Cam. Sử dụng cái từ con trai của quận Cam. Ok. John Eastman, một cựu luật sư của Tổng thống Trump, cho biết hôm thứ Ba trong chương trình của Ingram Engel của Fox News Channel rằng ông và các đồng phạm trong vụ Georgia không có gì sai. Đúng luôn, cái vấn đề này cũng chẳng có gì sai cả. Cả một câu chuyện mà ông ta đã bị tấn công như thế nào về 19 cái bị cáo, trong đó có ông Trump. Cái câu chuyện đó tiếp theo là câu chuyện nó xử một lần 19 cái bị cáo mà nó muốn xử cái vụ án này trong vòng 2 tháng. Tương tự cái vụ án này trung bình là phải 30 mấy tháng. Ok. Ông nói rằng chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi đang thách thức. Vì ngay điều đó, phó ông Mike Pence cũng mô tả những cáo buộc nghiêm trọng về lận và những trường hợp các quan chức của tiểu bang làm sai luật. Nếu chúng ta không thể lên tiếng về điều đó thì quyền tự do ngôn luận và quyền kiến nghị chính phủ giải quyết những bất bình sẽ không còn nữa. Ông Eastman nói, điều quan trọng tôi là một luật sư và bà biết đấy, những người mà tôi đại diện có quyền luật sư. Và điều gì đang xảy ra ở đây khiến khiếu nại của ông Barr chống lại bất kỳ liên quan đến vụ kiện tụng nào, khiếu nại của quận Fulton, những kẻ đồng mưu không bị truy tố, những hành động liên bang mà họ đang cố gắng ngăn cản mọi người đại diện trong những thách thức của 2020. Họ đã nói rất rõ ràng họ đang làm gì với chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Ông Eastman nói thêm, hãy nhìn xem nếu những câu hỏi gây tranh cãi như luật hiến pháp đột nhiên trở thành tội phạm. Bạn biết đấy, mà biết đấy, chúng tôi có thể ném toàn bộ cái ngành luật vào cái vấn đề và toàn bộ cái học viện luật vào tù. Cái điểm, quan điểm của ông Eastman mà so sánh cái điều này rất là hợp lý nha quý vị. Bởi vì chúng ta thấy đó, nếu mà ai cũng đặt câu hỏi về cái kết quả như vậy, mà cái sự truy tố của bà ở quận huyện Fulton tới ngày hôm nay ai cũng biết rằng là rất là xạo, thì tất cả những cái trường luật gì cần chỉ để đào tạo nữa, và hãy dùng tất cả những bạo lực. Và đó là lý do mà tại sao ông Eastman vẫn tiếp tục là những con người giống như ông Trump đang đi chống lại và đang đại diện cho chúng ta về những câu hỏi rất là nghi vấn của 2020. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.